Ren xin chào các bạn, mình là Peter đây. Hôm nay thì mình có dịp có mặt tại trụ sở của tập đoàn Protect Global tại Đan Mạch, tại Aarhus, Đan Mạch. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một số sản phẩm về Fox Canon, thiết bị là phòng vệ xịt khói. Và chút xíu nữa mình sẽ demo cho các bạn thấy hoạt động như thế nào, mạnh mẽ ra sao và có những điểm mạnh, điểm gì, điểm hay gì. Thì mình sẽ chia sẻ với bạn trong video này. So this is the 800. This is set delivered up to 800 cubic meters in 1 minute. Wow. And we'll see if we can get it going. Oh my God. See? À, như vậy là ăn trộm mà nó vô trong cái căn phòng của mình, cái showroom của mình đây, lập tức nó sẽ bị tiêu diệt bởi cái đám khói này ha. À, lập tức nó sẽ chạy ngay. Oh. Nobody can stay inside this one, no one. So, mọi người ơi, mình nhìn thấy không, sau khi cái thiết bị này nó kích hoạt lên thì ngay lập tức sẽ là, đây là mình đã có quạt hút bớt rồi đó, nhưng lập tức nó sẽ bật khói lên và gần như là không thể thấy gì hết cả. Mọi người thấy không, chỉ cần cái cánh tay mình dựng mét mấy thôi, không tới đâu, nhưng mà hoàn toàn là không thể thấy được cái gì. Và đây là một cái phản xạ rất tự nhiên của kẻ trộm, khi mà nó gặp cái trường hợp như vậy lập tức nó phải get out, nó phải chạy ra ngoài, không có thể nào mà nó bị nó thấy được hoặc là nó sẽ như vậy. Thì dẫn đến là đây một trong những giải pháp mà mình nghĩ đã sẽ là một trong những cái giải pháp rất hiệu quả trong quá trình chúng ta phòng vệ, bảo vệ hay bất kỳ cái công ty building hay là một cái vấn đề gì đó. Chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu bạn thêm về những giải pháp nhé. Cảm ơn các bạn và mình phải biến mất đây. Bye bye. Hey, như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về Protect Global rồi. Bạn thấy sản phẩm này có hay không? Hay là có những cái nhu cầu hay những cái yêu cầu gì không? Hãy để lại trong comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Là Peter. Yeah.